Ngày hôm nay đó là trận đấu có sự xuất hiện của vận động viên Việt Nam Vũ Thị Anh Thư. Anh Thư sẽ chạm trán với đối thủ người Malaysia, đó là Tang Jingji. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi những diễn biến trong game đấu đầu tiên. Trận đấu diễn ra giữa vận động viên Vũ Thị Anh Thư và Tang Jingji. Trong trận đấu này thì Vũ Thị Anh Thư mặc áo đỏ, trong khi đó thì Tang Jingji, vận động viên bên phía Malaysia, trong trang phục áo trắng. Như vậy là Anh Thư sẽ giao cầu trước. Điểm số đầu tiên dành cho Anh Thư. Cầu ngoài, một đều. Đó là tình huống xử lý hay của Tang Jingji. Mặc dù Anh Thư cũng cố gắng để có thể điều cầu, làm khó vận động viên bên phía Malaysia. Cầu ở trong sân. Điểm số là 2 đều. Thêm một tình huống xử lý tốt của Tang Jingji. 3-2. Tình huống xử lý rất khó. Cầu ngoài, 3 đều. Tiếp tục là tình huống điều cầu ra ngoài của Tang Jingji. Anh Thư lại vươn lên, 4-3. Anh Thư đã có một tình huống xử lý rất nhạy cảm. Vận động viên trẻ đang thi đấu tốt hơn. Rồi là tình huống nỗ lực cứu cầu không thành công của Tang Jingji. Những pha bỏ nhỏ của cả đôi bên nhưng Tang Jingji đã không thể có được tình huống xử lý thành công. Có vẻ như đã có một chút tâm lý bởi Tang Jingji. Liên tiếp là những pha xử lý lỗi. Tiếp tục là pha xử lý điều cầu ra ngoài. Đó là quyết định chính xác của các trợ lý trọng tài. 8-4 dành cho Anh Thư.
Tình huống tấn công rất tốt của anh Thư. Cú đập cầu chuẩn mực và có được một lực đi rất mạnh. Thêm một điểm số nữa dành cho tay vợt Việt Nam. Cách biệt lúc này đang là 5 điểm. Đó là tình huống mà Tang Jingyi đã đưa cầu ra ngoài. Anh Thư cần phải tận dụng và tấn công này. Có thêm một điểm nữa thì cô sẽ có được lợi thế tạm thời ở trong game 1. Đó là những tình huống sở trường của Tang Jingyi. Pha điều cầu ở sát lưới rất khó chịu. Cầu đi chéo sân và mọi thứ diễn ra tương đối khó dành cho anh Thư. Cầu ngoài. Tang Jingyi có được điểm số tiếp theo. Mười một tám cuối cùng thì anh Thư cũng đã có được điểm số thứ 11. Trong những diễn biến nửa đầu của game đầu tiên thì đúng là Tang Jingyi đang thi đấu không tốt, nhưng đó cũng sẽ là những áp lực cần thiết mà anh Thư tạo ra cho đối thủ của mình. Những pha cứu cầu rất hay của anh Thư. Nhưng sau đó thì điểm số đã thuộc về Tang Jingyi. Vừa rồi thì cả hai tay vợt nữ đã liên tiếp có những tình huống điều cầu làm khó đối thủ và Tang Jingyi xử lý tốt hơn ở trong tình huống cuối cùng. 9-11. Lợi thế dẫn điểm vẫn đang thuộc về anh Thư. Tay vợt trẻ này sẽ phải bình tĩnh hơn ở trong những tình huống xử lý của mình. Thêm một pha điều cầu làm khó anh Thư nữa của Tang Jingyi. Lực vừa đủ cho tình huống đưa cầu sang phần sân của đối thủ. 10-11. Cách biệt chỉ còn là một điểm. Court number 3, women's double, match number 3.
Hernandez Andrea Princess and Ramos Sumita Angeli from the Philippines versus Chen Chuyu and Jiang Yuqia from Chinese Taipei. Umpire Cung Thủy Lan, Service Judge Nguyễn Đăng Kiên. Sân số 3, đội nữ trận số 3. Lại thêm một tình huống nữa mà Tang Yiji xử lý không tốt ở trong game 1. Khá nhiều tình huống như vậy và giúp cho anh Thư có được những điểm số tương đối quan trọng. Trọng tài chính Cung Thủy La, trọng tài giao cầu Nguyễn Đăng Kiên. 12-10. Cầu ngoài. Sở trường của Tang Yiji có vẻ là những tình huống xử lý sát lưới. Cách biệt chỉ còn là một điểm cho anh Thư. Lần này thì pha tấn công của anh Thư đã thành công. Cú đập khá mạnh. Cầu ở trong sân, không có gì phải phàn nàn. 13-11. Những tình huống xử lý tương đối giống nhau. Và Tang Yiji lần này đã cứu được cầu nhưng lại không thể có được điểm số. Cầu ở bên ngoài. Anh Thư đang có được điểm số thứ 14. Trong khi đó Tang Yiji đang cố gắng để bám đuổi tay vợt bên phía đội chủ nhà. Tình huống đánh cầu ra ngoài 15-11, cách biệt 4 điểm. Umpire Nguyễn Thị Thu Hà, Service Judge Lê Quang Hòa. Sân số 2, đội nữ trận số 5, Rakshina Arumbala và Vinawasri Vasini đến từ Ấn Độ, đầu với Chongsakthapompa Onicha và Samatnapa đến từ Thái Lan. Trọng tài chính Nguyễn Thị Thu Hà, trọng tài giao cầu Lê Quang Hòa. Và đó là điểm số dành cho anh Thư. Những pha điều cầu rất chất lượng của Tang Yiji. Nhưng ở tình huống xử lý cuối cùng thì cô cũng đã không thể có được một trạng thái tốt nhất. Tang Yiji đã hơi với ở tình huống này. Và sau đó thì cô cũng đã không thể có được một trạng thái tốt. 16-11, tay vợt bên phía Malaysia đang gặp khá nhiều khó khăn. Lợi thế đến với anh Thư. Thêm một pha xử lý khôn ngoan của anh Thư. 17.
pha điều cầu như vậy sẽ khiến cho Tang Yuji bị bao mòn thể lực. Với lợi thế này thì Anh Thư sẽ có cơ hội giành chiến thắng ở trong game đầu tiên. Có vẻ sau khi liên tiếp phải di chuyển và đã có đôi lần bị vấp ngã thì Tang Yuji đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Tay của vận động viên này đang gặp vấn đề. Trong game đấu đầu tiên thì Anh Thư vẫn đang chơi tốt và cũng đã có được những tình huống tận dụng cơ hội với những pha đập cầu chất lượng. Với Tang Yuji thì có vẻ như vận động viên bên phía Malaysia không gặp may mắn ở 1 đến 2 tình huống. Trận đấu sẽ trở lại và điểm số lúc này đang là 17-11 nghiêng về Anh Thư. Rất hay nhưng ở trong pha cứu cầu cuối cùng thì Anh Thư đã không thể đưa cầu sang bên phần sân của đối thủ. Tang Yuji cũng đã có được những tình huống tấn công rất chất lượng. 12-17. Cầu ngoài. Cảm giác không tốt của Tang Yuji ở tình huống điều cầu vừa rồi. Lần này đến lượt Anh Thư đã không thể có được tình huống xử lý tốt. Lực tay hơi mạnh của Anh Thư. Đây là trận đấu của một vận động viên thuận tay trái và một vận động viên thuận tay phải. Anh Thư thuận tay trái. Và đó là pha phòng thủ không hợp lý của Tang Yuji. Chiến thắng trong game đấu đầu tiên đang đến khá gần với Anh Thư. Cầu ngoài, set point dành cho Anh Thư.
Cầu trong sân, pha xử lý sai lầm, phán đoán không tốt của Tang Jinji. Như vậy là game 1 đã khép lại với chiến thắng thuộc về anh Thư. Đây là game đấu mà Tang Jinji rõ ràng đã có liên tiếp những tình huống xử lý lỗi. Chắc chắn là huấn luyện viên của Tang Jinji sẽ có những lời nhắc nhở để cô có thể tập trung hơn. Trong khi đó với anh Thư, đây sẽ là chiến thắng quan trọng giúp cho tinh thần của vận động viên trẻ trở nên tốt hơn. Lúc này thì hai vận động viên đã đổi bên. Huấn luyện viên Văn Tuấn Kiệt đang có những lời nhắc nhở cho Vũ Thị Anh Thư. Chúng ta được theo dõi những diễn biến trong game đấu thứ hai. Trận đấu diễn ra ở nội dung đơn nữ giải Sibucha Hà Nội 2023. Trong game 1 thì anh Thư đã có chiến thắng trước Tang Jinji với điểm số 21-14. Và chúng ta được theo dõi những diễn biến ở trong game đấu thứ hai. Hai điểm số đầu tiên đã thuộc về Tang Jinji. Những tình huống tấn công liên tiếp của anh Thư. 1-2. Cầu ngoài. Và bỏ nhỏ không tốt của anh Thư. Cầu đã không qua lưới. 5-1 dành cho Tang Jinji. Những diễn biến đầu tiên của game đấu thứ hai đang nghiêng về Tang Jinji. Có vẻ như vận động viên bên phía Malaysia đã chơi tập trung hơn. Ở game 1 thì cô đã mắc lỗi rất nhiều và gần như là tự để mất điểm. Cầu ở trong sân. Thêm một phán đoán không tốt của Tang Jinji. 3-5. Ở nội dung của nữ thì trong ngày hôm nay chúng ta còn có nội dung đánh đôi nữ. Đó là trận đấu giữa các vận động viên của Việt Nam và Indonesia. Hai vận động viên Ngọc Lan và Vân Anh sẽ đối đầu với bộ đôi bên phía Indonesia
Asarunisa và Ajaha. Lúc này thì lợi thế vẫn đang thuộc về Tang Jiji. Tay vợt bên phía Malaysia đang tận dụng cơ hội tốt hơn so với Anh Thư. Điểm số đã được nâng lên thành 9-3 dành cho Tang Jiji. Tình huống đập cầu rất mạnh nhưng không qua lưới của Anh Thư. Game đấu thứ hai đang diễn ra tương đối nhanh chóng. Cầu ngoài 11-3 dành cho Tang Jiji và hai vận động viên sẽ được nghỉ ngơi một chút. Game đấu này thì Tang Jiji đã làm tốt hơn khá nhiều so với Anh Thư. Anh Thư sẽ phải chơi chậm và có những tình huống xử lý tốt hơn. Có cảm giác như những pha xử lý của Anh Thư hơi vội vàng ở trong game đấu thứ hai này. Và đó sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên Văn Tuấn Kiệt cần phải có những lời nhắc nhở kịp thời. Và đó là điểm số dành cho Anh Thư. Tang Jiji đã có tình huống điều cầu không qua lưới. Hai vận động viên đều đã bỏ nhỏ. Cầu trong sân nhưng Anh Thư đã không thể có được pha xử lý tiếp theo một cách tốt nhất. Một quyết định không thực sự rõ ràng của Anh Thư. Cách biệt hiện tại đang là 6 điểm. Với cách biệt này thì Anh Thư sẽ phải nỗ lực rất lớn. Cầu ngoài. Điểm số tiếp theo cho Anh Thư. 61. Tình huống bỏ nhỏ. Và Tang Jiji trong pha xử lý vừa rồi đã không đưa cầu qua lưới chứ không phải là cầu ra ngoài. Bây giờ thì Tang Jiji mới có được điểm số thứ 12.
Quá tốt. Đây là tình huống điều cầu rất khó của anh Thư. Và dĩ nhiên là Tanigi, mặc dù đã đoán được hướng di chuyển của tình huống điều cầu nhưng không thể có được pha cứu thành công. Court number 4, women's double, match number 6. Leonardo Alisa Isabel and Poma Teamari from Philippines versus Chung Khan Yu and Liang Ting Yu from Chinese Taipei. Umpire Phạm Anh Hào, service judge Nguyễn Công Hương, sân số 4, đôi nữ trận số 6. Vẫn là cách biệt 6 điểm thuộc về Tang Jiji và Poma Teamari đến từ Philippines đấu với Chung Khan Yu và Liang Ting Yu đến từ Chinese Taipei. Trọng tài chính Phạm Anh Hào, trọng tài giao cầu Nguyễn Công Hương. Chưa thể là điểm số dành cho anh Thư. Tình huống tấn công liên tiếp của anh Thư. Và sau đó thì anh Thư cũng đã có được điểm số rất kịch tính. Các khán giả của Việt Nam vẫn đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho anh Thư. Tình huống điều cầu đủ lực và tương đối khó khăn dành cho Tang Jingji. Cổ động viên bên phía Malaysia cũng đã mất sức đôi chút. Đó là tình huống mà cả hai tay vợt đều cho thấy được sự bền bỉ. Lúc này thì nền tảng thể lực là vô cùng quan trọng. Sau một pha đập cầu rất mạnh là tình huống bỏ nhỏ. Và điều đó đã khiến cho Tang Jingji gặp rất nhiều khó khăn. Cầu không qua lưới, rất đáng tiếc cho anh Thư. 14-8. Lợi thế về mặt điểm số đang được Tang Jingji thể hiện một cách rõ nét. Rất chính xác, cú đập cầu chéo sân và đó là tình huống xử lý giúp cho anh Thư có được điểm số tiếp theo. Điểm số thứ 9 dành cho vận động viên Việt Nam. Năm 9 dành cho Tang Jingji. Không loại trừ khả năng thì hai vận động viên sẽ tiếp tục bước sang game đấu thứ 3. Với cách biệt 6 điểm có được, Tang Jingji hoàn toàn có thể gỡ hòa. Đó là pha bò nhỏ tuyệt vời. Anh Thư đã có những tình huống phòng thủ liên tiếp.
10-15. Và phát cầu ra ngoài đáng tiếc của anh Thư. Lại thêm một tình huống xử lý lỗi của anh Thư. 17-10 dành cho Tang Jiji. Cách biệt thực sự có dành cho anh Thư để vận động viên 21 tuổi có thể gỡ hòa thành công. Ở game đấu này thì Tang Jiji đã hạn chế rất nhiều sai sót của mình. Và điều đó đã giúp cho vận động viên bên phía Malaysia có được những điểm số dẫn trước liên tiếp. Lỗi giao cầu của Tang Jiji. 11-17. Rất khó cho anh Thư. Đó là tình huống mà tay vợt bên phía Malaysia đã tỏ ra rất khó chịu. Cầu được điều sang hai góc liên tiếp và khiến cho anh Thư đã không thể giữ được một nền tảng tốt cho tình huống đỡ cầu tiếp theo. 18-11. Huang Jilin and Jiang Jiwa from Chinese Taipei. Umpire Nguyễn Đăng Kiên, Service Judge Võ Minh Quân. Sân số 3, đôi nữ trận số 7, Lương Nguyễn Khánh Ngọc và Nguyễn Duy Ngọc Ánh đến từ Việt Nam đấu với Hoàng Di Linh và Jiang Jibo đến từ Chinese Taipei. Trọng tài chính Nguyễn Đăng Kiên, trọng tài giao cầu Võ Minh Quân. Cầu ở trong sân. Phán đoán không tốt của anh Thư. Game đấu thứ hai đang dần khép lại. Mọi thứ diễn ra quá khó khăn cho anh Thư ở trong game đấu này. Hai tay vợt sẽ phân định thắng thua trong game đấu thứ ba. Cách biệt 7 điểm và bây giờ Tang Jiji chỉ cần 2 điểm nữa là sẽ giành chiến thắng ở trong game đấu thứ hai. Lợi thế là quá lớn. Cầu ngoài 20-12. Game point dành cho Tang Jiji. Như vậy là game đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng 21-12 dành cho tay vợt bên phía Malaysia. Ngay từ đầu game đấu này thì Tang Jiji đã tỏ ra vượt trội hơn so với anh Thư. Sau khi thua ở game đầu tiên thì Tang Jiji đã chơi tốt hơn rất nhiều. Và đó cũng sẽ là vấn đề của anh Thư để cô có thể chơi tốt hơn ở trong game đấu quyết định.
Chúng ta đã trở lại những hình ảnh ở nhà thi đấu quận Tây Hồ để theo dõi những diễn biến trong game đấu thứ 3. Game đấu quyết định trong trận đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội 2023. Trận đấu giữa vận động viên Việt Nam Vũ Thị Anh Thư và vận động viên người Malaysia Tang Jingji. Trọng tài xác định đó là tình huống điểm số thuộc về Anh Thư, nhưng sau đó ở tình huống tiếp theo thì Tang Jingji lập tức có tình huống tấn công tốt. Trong game 1 thì Anh Thư giành chiến thắng 21-14. Game đấu thứ 2 thì Tang Jingji đã có được chiến thắng 21-12. Không qua lưới. Điểm số 2-1 cho Tang Jingji. Đây là thời điểm mà Anh Thư cần phải bình tĩnh và có được sự bền bỉ. Thể lực cũng là yếu tố quan trọng ở thời điểm này. Cầu không qua lưới. Việc hạn chế rất nhiều tình huống xử lý nóng vội ở trong game đấu thứ hai là mấu chốt giúp cho Tang Jingji có được chiến thắng. Lần này thì cầu đã ra ngoài. 3-2 cho Tang Jingji. Đây sẽ là game đấu vô cùng quan trọng ngay ở những phút giây đầu tiên của game đấu thứ 3, thì cả Anh Thư và Tang Jingji đều đã tỏ rõ được sự quyết tâm của mình. Điểm số đang là 3-3. Vừa rồi là tình huống điều cầu ra ngoài của Tang Jingji, 4-3 dành cho Anh Thư. Tình huống đỡ hụt cầu của Anh Thư. 4-4. Rất cân bằng. Lần này đến lượt Tang Jingji không thể có được một tình huống vung cầu tốt. Cầu ngoài. Điểm số tiếp theo dành cho Anh Thư. Tang Jingji đã đỡ cầu sát lưới ở trong pha vừa rồi và cô đã có một tình huống vung tay hơi thừa lực. Lại thêm một pha xử lý không tốt nữa của Tang Jingji. Anh Thư đã nâng điểm số lên 7-4 và có cách biệt 3 điểm. Rất hay cú đập cầu chất lượng của Anh Thư và đã khiến cho Tang Jingji bất ngờ đôi chút.
Cú đập của anh Thư đúng vào tay Thuận bên phía Tang Jin-ji, nhưng vận động viên người Malaysia lại không thể có pha xử lý thành công. Cầu ngoài. Điểm số được xác định dành cho Tang Jin-ji. Cầu không qua lưới. Ý đồ bò nhỏ của Tang Jin-ji là rất rõ ràng, nhưng đây là tình huống mà cô lại xử lý quá nhẹ. 9-5, cách biệt 4 điểm. Anh Thư đang có được cơ hội để nắm lợi thế lớn trong hiệp đấu thứ 3, nhưng vừa rồi là một tình huống xử lý tốt của Tang Jin-ji. Thêm một điểm nữa cho anh Thư. Những tình huống điều cầu rất hay của anh Thư. Tình huống không thực sự khó, nhưng Tang Jin-ji lại có một pha xử lý kém ấn tượng. Bỏ nhỏ không phải là lợi thế của anh Thư. Nỗ lực cứu cầu thành công, nhưng sau đó lại là một tình huống tấn công không qua lưới. Anh Thư đã rất quyết tâm ở tình huống vừa rồi. Cú đập cầu này là rất mạnh, nhưng không thể giúp cho vận động viên bên phía Việt Nam có được điểm số thứ 11. Bây giờ thì cách biệt đang là 3 điểm. Vẫn chưa phải là cách biệt an toàn dành cho anh Thư. Trận đấu sẽ tiếp tục với game thứ 3. Một nửa diễn biến đã trôi qua và lúc này thì anh Thư đang dẫn trước 17. Tình huống giao cầu dành cho Tang Jin-ji. Và như vậy anh Thư đang có lợi thế. Hai vận động viên sẽ tiếp tục đổi sân. Ở trong tình huống ghi điểm thứ 11 thì anh Thư và Tang Jin-ji đều có cơ hội
nhưng vận động viên bên phía Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Lúc này thì huấn luyện viên Văn Tuấn Kiệt vẫn đang hỗ trợ cho học trò của mình những lời nhắc nhở hết sức cần thiết. Bên phía Tang Jiji thì huấn luyện viên người Malaysia cũng đang làm điều tương tự. Lợi thế tạm thời nghiêng về anh Thư ở trong game đấu thứ 3 và cũng là game đấu quyết định. Không qua lưới, 12-7 dành cho anh Thư. Những tình huống xử lý không tốt của Tang Jiji. Vận động viên nữ Malaysia đã có liên tiếp hai pha yêu cầu không qua lưới và lực là rất nhẹ. Ý đồ bỏ nhỏ là cực kỳ rõ ràng của Tang Jiji. Thêm một tình huống xử lý tốt của anh Thư, 14-7. Với cách biệt như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng trong những phút sắp tới của vận động viên Việt Nam. Và tấn công liên tiếp của anh Thư. Anh Thư đã có ít nhất là 4 đến 5 tình huống đập cầu đúng vào vị trí của Tang Jiji. Và tình huống cuối cùng thì Tang Jiji lại không thể phòng ngự thành công. 15-8. Chiến thắng đang đến khá gần với anh Thư. Vận động viên Việt Nam đã tận dụng được cơ hội ấn tượng ở trong game đấu thứ 3 này. Cầu ở trong sân, anh Thư có lẽ đã có ý định bắt bài. Hai tình huống tấn công liên tiếp của anh Thư. Và ở pha đập cầu tiếp theo thì anh Thư đã khiến cho Tang Jiji không thể có được tình huống xử lý ấn tượng. Bỏ nhỏ thành công. Đó gần như là những tình huống xử lý sở trường của Tang Jiji. Vừa rồi thì anh Thư đã áp dụng rất tốt.
17-9. Hai tình huống ghi điểm khá giống nhau dành cho anh Thư. Chiến thắng đang đến quá gần. Khoảng cách là rất xa. Khoảng cách lên tới 9 điểm lúc này đang giúp cho anh Thư đang nắm chắc cơ hội để có thể giành thắng lợi. Trọng tài xác định đó là tình huống điều cầu ở trong sân. Thêm một điểm nữa dành cho tay vợt Việt Nam. Phán đoán sai lầm của Tang Jingyi. Match point. Quá khó cho Tang Jingyi thời điểm này. Và chính vận động viên bên phía Malaysia gần như đã bỏ cuộc rồi. Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi trong game thứ 3 21-9 dành cho Vũ Thị Anh Thư. Chiến thắng ở trong game thứ 3 là tương đối dễ dàng dành cho tay vợt Việt Nam. Tang Jingyi đã nỗ lực ở trong game đấu thứ 2 giành thắng lợi nhưng không thể có được sự bùng nổ ở trong game 3. Xin chúc mừng anh Thư với chiến thắng này. Cô đã có một ngày thi đấu nỗ lực và bền bỉ, cho thấy được điểm sáng rất lớn của mình. Anh Thư đã vượt qua vòng loại đơn nữ một cách dễ dàng trong ngày hôm nay.